Song Hye-kyo với bí mật phía sau sự bình tĩnh đến khó tin về việc ly hôn Song Joong-ki. Giới giải trí Hàn Quốc từng rộ lên tin đồn mỹ nhân trái tim mùa thu từng có kế hoạch mang thai cho Song Joong-ki nhưng không thành. Cho đến nay, lý do khiến cặp sao đường ai nấy đi vẫn còn là bí ẩn được nhiều người quan tâm. Sau những ngày nghỉ ngơi sau một cuộc hôn nhân tan vỡ, Song Hye-kyo bắt đầu quay trở lại với những dự án phim mới. Nhiều người từng nghĩ rằng sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Song Hye-kyo có lẽ sẽ biến mất một khoảng thời gian dài. Nhưng có lẽ suy nghĩ này là sai lầm bởi người ta vẫn thấy cô hàng ngày xuất hiện trên mặt báo, bất kỳ động tĩnh nào cũng ngay lập tức trở thành một chủ đề thu hút. Lâu lâu, người ta lại thấy Song Hye-kyo trở thành người đại diện của nhãn hàng này, thương hiệu nọ. Thỉnh thoảng lại thấy Song Hye-kyo trở thành gương mặt trang bìa của một tạp chí lớn do các nhãn hàng cao cấp đẩy bìa. Quả thật, danh xưng ngôi sao hạng A của showbiz trong suốt 20 năm qua của Song Hye-kyo không phải là điều để nói cho vui. Bởi ngay từ cái tên Song Hye-kyo đã trở thành ngôi sao hàng thật, giá thật của showbiz, dù trước đó người ta vẫn bàn tán cô bị một người đàn ông bỏ rơi như thế nào. Song Hye-kyo tiết lộ rằng với lịch trình cá nhân cô thường đi một mình thay vì đi cùng quản lý. Xuất hiện trên bìa tạp chí Bazaar, Song Hye-kyo đến với tư cách người đại diện của nhãn hàng thời trang cao cấp Fendi và trở thành diễn viên Hàn Quốc đầu tiên lấy được đại ngôn này. Điều không hề dễ dàng đối với bất kỳ người nào. Trong bộ ảnh, Song Hye-kyo như một nàng tiên của khu rừng nhiệt đới với xung quanh là vô vàn hoa tươi và cây xanh. Song Hye-kyo thú nhận cô là một người yêu hoa. Điều này dễ dàng nhìn thấy trên story ở trang cá nhân của người đẹp họ Song, nơi cô dành phần lớn thời gian để đăng tải hình ảnh về hoa. Khi được hỏi có một thứ gì đó mang lại hạnh phúc như khi bạn nhìn thấy những bông hoa không, Song Hye-kyo trả lời, chú chó của tôi, nó làm cho tôi vô cùng hạnh phúc. Khi nhìn thấy những chú cún con, bất cứ lúc nào tôi cũng cảm thấy dễ chịu và không có gì phải phiền muộn. Song Hye-kyo cũng lần đầu nói về những bài đăng trên trang cá nhân của mình. Người đẹp họ Song thừa nhận cô không thích đăng những hình ảnh chỉ có khuôn mặt mình. Nhưng tấm ảnh về cảnh vật mà cô chia sẻ là kết quả từ một chuyến đi du lịch và hy vọng fan hâm mộ sẽ tìm thấy một điểm đẹp cho những hành trình du lịch của mình. Không có nhiều buổi gặp gỡ người hâm mộ và cũng không có nhiều nơi để các diễn viên có thể giao tiếp với người hâm mộ. Tôi cố gắng chia sẻ nhiều nhất có thể về cách tôi làm việc. Tôi không giỏi máy tính. Tôi cố gắng ghi lại những người tôi đã gặp, những chuyện mà tôi đã làm, những bức ảnh thường ngày tôi thường đăng trên story và chúng sẽ biến mất sau 24 giờ. Tôi muốn tải lên những bức ảnh về cuộc sống hàng ngày của mình. Nhưng ngay sau đó, sẽ có những bài báo về chuyện này, tôi có nên giữ lại điều đó cho riêng mình không? Song Hye-kyo chia sẻ. Khi đề cập tới tuổi tác và sự nghiệp diễn xuất, Song Hye-kyo chỉ bình thản nói rằng cô không biết mình có thể diễn xuất tới khi bao nhiêu tuổi. Cô hạnh phúc vì đã gặp và làm việc với những người giỏi giang. Nhưng Song Hye-kyo không nghĩ điều gì quá to tát. Cô không có những ước mơ phải sống cuộc đời của người này, người nọ, mà chỉ đơn giản là tôi chỉ muốn sống như hiện tại. Tôi nghĩ mình sẽ đi du lịch cùng bạn bè, đi dạo với chó, vẽ tranh và học tiếng Anh và tiếng Trung. Không phải vì công việc mà là khoảng thời gian đầu tư cho bản thân, khoảng thời gian mà chỉ mình cảm nhận được mà không cần bộc lộ cùng ai. Song Hye-kyo chia sẻ khi được hỏi về chuyện sẽ làm gì nếu không diễn xuất. Song Hye-kyo vừa bước vào độ tuổi 40, nhưng vẻ ngoài trẻ trung của cô nàng họ Song khiến nhiều người dường như quên mất tuổi tác. Song Hye-kyo thừa nhận cô có ý thức về tuổi tác khi đọc các bài báo nói về tuổi của mình. Khi tôi lần đầu tiên bước qua tuổi 30, tôi đã được hỏi rất nhiều câu hỏi về cảm giác của tuổi 30 sau khi trải qua tuổi 20. Nhưng bây giờ cũng vậy. Có gì khác nhau giữa tuổi 20 và 30 và 40? Nó có thay đổi đáng kể không? Việc ngoại hình thay đổi là điều đương nhiên. Có rất nhiều người tuyệt vời xung quanh tôi. Nhưng khi tôi nói chuyện với bạn, tôi nhận ra có những cô gái trẻ trung, ngây thơ và lôi cuốn hơn tôi từng nghĩ. Tôi trở thành một người trưởng thành vì những điều tôi đã trải qua trong cuộc sống của mình. Nhưng tôi nghĩ đó là một tính cách tôi đã có từ khi còn nhỏ. Sự hồn nhiên và cuốn hút ấy không tự dưng mà có. Tôi cũng vậy, dường như tôi vẫn giống như khi tôi còn trẻ và tôi sẽ tiếp tục như vậy. Song Hye-kyo tâm sự. Theo Song Hye-kyo, dù ở độ tuổi nào đi chăng nữa, cô vẫn giữ cho mình được tính cách nguyên sơ thuở ban đầu. Tò mò, đôi chút e ngại nhưng không sợ hãi, là một người độc lập và yêu tự do. Khác với nhiều người, Song Hye-kyo cho biết cô là kiểu người có rất nhiều lo lắng về những điều nhỏ nhặt nhưng lại khá bình tĩnh khi những việc lớn xảy ra. Theo Song Hye-kyo, mọi chuyện dù thế nào đi chăng nữa cũng có thể vượt qua bằng cách để bản thân mình bận rộn. Mặc dù không một câu nhắc tới chồng cũ Song Joong-ki, nhưng nhiều người tin rằng đây chính là cách mà Song Hye-kyo đã vượt qua cuộc khủng hoảng hôn nhân của mình và chồng cũ, và một Song Hye-kyo ở hiện tại lại rực rỡ và vui vẻ như chưa từng bị tổn thương. Tuy nhiên, trước đó trong một bài phỏng vấn vào cuối năm 2020, Song Hye-kyo từng bị nghi đá xéo chồng cũ khi cô nói về mẫu người mà cô không thích. Cô cho biết mình không thích kiểu người xấu tính và hay bóp méo sự thật. Thật sự rất khó kéo dài mối quan hệ với một người như vậy. Lòng người khó đoán, nhưng bản thân bên trong và vẻ ngoài khác nhau ra sao cũng sẽ sớm lộ rõ. Tất cả chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Song Hye-kyo chia sẻ.
Câu trả lời này của nữ diễn viên Ngôi Nhà Hạnh Phúc khiến nhiều người cho rằng cô đang cố tình nhắm vào một ai đó. Nhiều người nhận định nữ diễn viên đang cố tình đá đẻo Song Joong Ki để mọi người nghĩ rằng chồng cũ của cô là người sâu tính và nói không đúng sự thật. Điều này chẳng những không khiến Song Hye Kyo lấy lại được thiện cảm của dư luận, trái lại cô lại hứng nhiều chỉ trích. Bởi trong khi thời gian qua, Song Joong Ki không còn nhắc tới chuyện tình cảm hay hôn nhân thì cô lại hay nói, thậm chí bị cho là liên tục mỉa mai chồng cũ. Nữ minh tinh này cũng từng ẩn ý nói về chuyện ly hôn khi cô cho rằng, để duy trì tình yêu luôn cần sự cố gắng từ hai người. Có thể nói, từ khi vụ ly hôn ồn ào xảy ra, Song Hye Kyo là người phải hứng chịu nhiều lời ác ý từ dư luận. Họ cho rằng chính cô là người khiến cuộc hôn nhân với Song Joong Ki tàn vỡ. Nam diễn viên Hậu Duệ Mặt Trời là người chủ động đệ đơn ly hôn, không giải thích lý do nhưng khẳng định sẽ cố hết sức để vượt qua nỗi đau. Tuy nhiên, thời điểm mới ly hôn, Song Hye Kyo giữ im lặng tuyệt đối. Do đó, bên cạnh những lời chỉ trích, cô cũng không ít lần nhận được sự đồng cảm từ dư luận, đặc biệt khi có tin đồn có tiểu tam xen ngang cuộc hôn nhân của họ. Lúc này, gạch đá lại hướng về Song Joong Ki. Họ chỉ trích anh ngoại tình, phản bội Song Hye Kyo. Tin đồn vô căn cứ này cũng khiến anh gặp không ít khó khăn trong công việc. Bộ phim Niên Sử Ký Athan của anh bị kêu gọi tẩy chay. Trước hàng loạt tin đồn, Song Joong Ki vẫn giữ im lặng. Suốt một năm qua, anh tập trung cho công việc của mình, không có bất cứ phát ngôn nào về chuyện riêng tư hay bản thân. Trái lại, Song Hye Kyo dường như đang trở lại làng giải trí mạnh mẽ hơn sau một thời gian tập trung quay quảng cáo. Cô nhận lời phỏng vấn nhiều hơn và từ đây dư luận cho rằng người đẹp này cứ liên tục gợi lại cuộc ly hôn không hồi kết của mình.